biểu đạt tình thương không cần ngôn ngữ. Ở thành phố Melbourne, nước Úc, có một cặp vợ chồng nọ nuôi một con thỏ con có bộ lông đen tuyền, tên gọi là Thố Thố. Anh nè, anh có muốn uống một tách cà phê không? Được, cảm ơn em. Kìa em, Thố Thố nó chạy sau lưng em kia kìa. Thố Thố à, sao vậy hả? Em cũng đói hả? Thôi được rồi. Nè, chị lấy một ít rau cải cho em nha. Ngon lắm đó, ăn nhiều một chút đi. Thố Thố ăn thật là nhanh đó nha. Anh nè, em cảm thấy Thố Thố của chúng ta rất hiểu chuyện, rất giống con người, anh có thấy vậy không? Phải không đó? Anh chỉ nghe nói qua loài chó có thể làm bạn với con người. Nếu nói rằng thỏ cũng có thể hiểu tiếng người thì anh mới nghe nói lần đầu đó. Hai vợ chồng cùng với chú thỏ đen Thố Thố sống chung với nhau giống như là một gia đình. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau sinh hoạt. Thố Thố giống như là một thành viên trong gia đình của họ vậy. Thố Thố, ngoan quá đi. Thố Thố nè, chị buồn ngủ rồi. Em cũng trở về giường của em và đi ngủ đi nha. Thố Thố đúng thật là thông minh đó. Tuy nhiên, sau đó đã xảy ra một sự việc chứng minh rằng bạn tốt của loài người ngoại trừ loài chó thì còn có thể có thêm cả loài thỏ vào đó nữa. Câu chuyện này xảy ra vào một buổi sáng sớm nọ. Trong lúc cả hai đều đang say giấc ngủ thì đột nhiên trong nhà bếp bất ngờ phát hỏa, khói bốc lên mù mịt. Lúc này, người chồng chợt tỉnh giấc vì nghe có tiếng gõ cửa từ phía ngoài. Có âm thanh gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Em có nghe gì không? Giống như là có ai đang gõ cửa phòng của mình vậy đó anh. Để anh đi xem thử. Thố Thố, Thố Thố, sao em lại chạy đến đây vậy? Có mùi gì đây? Hả? Có khói ở đâu nhiều vậy? Thố Thố, chúng ta mau chạy đi. Hả? Không xong rồi, cháy rồi. Cả nhà bếp đều cháy hết rồi. Mau chạy đi, chạy ra khỏi đây đi, lửa cháy lớn quá rồi. Nhanh chân lên. Nhà bị cháy sạch hết rồi. Mặc dù đã được đội cứu hỏa chữa cháy kịp thời, nhưng trận hỏa hoạn cũng đã thiêu hủy gần nửa căn nhà. Ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn rồi, nhưng mà nhà của anh chị gần một nửa đã bị cháy rụi hết rồi. Ôi không. Không sao cả, ít ra chúng ta cũng không có chuyện gì. Nhà thì chỉ cần xây lại là được mà. Đúng vậy, hai người có thể bình an chạy được ra khỏi đám cháy đã là vạn phúc rồi. Lần này may mà có con Thố Thố, nó đã gọi chúng tôi dậy trong lúc đang ngủ say, chúng tôi mới có thể chạy ra khỏi đám cháy kịp thời đó. Chị nói sao? Là con thỏ này đánh thức các anh chị hay sao? Vậy là nó đã cứu mạng hai người rồi. Đúng thật là khó tin mà. Sau trận hỏa hoạn,
Hai vợ chồng không những bắt tay vào việc xây dựng lại nhà cửa, mà còn dành nhiều thời gian vuốt ve chơi đùa với chú thỏ đã cứu mạng họ. Con người đều nói loài chó là bạn trung thành nhất, vì loài chó biết cảm ơn, thậm chí còn biết bảo vệ chủ nhân của nó. Tuy nhiên, trong câu chuyện này thì nhân vật chính đã cứu người lại chính là một chú thỏ bé nhỏ. Cho nên mà nói, bất kỳ loài động vật nào cũng đều có tình cảm và lòng biết ơn. No.